nên em gọi tiếng anh trai. Hết mình và không quan tâm chuyện ngày mai anh thành bại. Mỗi lần anh ngu em nhận bởi vì em ghét tranh cãi. Nhưng hạ bệ anh em của mình để cua được gái. Fuck như vậy là anh sai. Em tự hỏi sao gần đây anh lạ quá. Bắt chắc con số đầu đàn vì đâu mà tha hóa. Kể từ khi đi theo số đông gặp tụi nhỏ toàn bị chỉnh. Từ số 1 trở về số 0 đứng trên đỉnh lại bị khinh. Thật ra em vẫn quý anh như con cháu trong nhà. Nên việc chính đúng lại mình anh cứ việc mà thông thả. Có điều là mọi thứ giờ đã khác chứ. Ngày xưa này đã bạc nhược. Anh có cực cả nát nữa vì chứ cũng khó mà đạt được. Anh trai à, không phải em gây khó dễ nhưng đã quên thì khó quên. Em nói thế này cho có lệ. Đã là anh thì sống xa cho tụi nhỏ nể. Đừng để vừa nhắc tên anh đứa nào cũng muốn bỏ về.